Con. Con chào. Con các bà. Con các bà. Rồi, thế hôm nay Hiếu Hiếu làm gì ấy? Có đi cấy không? Không đi á? Thế ở nhà thôi à? Thế Dép đi đâu rồi? Dép ở Dép ở đâu? Dép ở nhà. Dép ở nhà. Hôm nay con đi cấy lúa. Con đi cấy lúa. Đấy. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô bác anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của em Quân của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực đi xuống nhà Quân ấy, thì nghe ông bà nói rằng là Quân là đi làm rồi, là cùng bạn để mà đi làm của bác. Thì cháu Lực cũng ở trên và cũng tìm hiểu thêm là một chút thông tin đấy, thì thấy Quân là nói, thấy có người khác nói rằng là Quân là đi cùng với lại thêm là ba bạn nữa đi làm. Bây giờ thì hiện tại là nghe rằng là cháu Lực nghe người ta nói đấy cô bác, thì bảo là đi xuống Bắc Ninh để làm đấy, nhưng mà không biết là thật sự là em ấy có đi Bắc Ninh không đấy. Sau khi mà em ấy đi làm ấy thì cháu Lực cũng đã gọi điện rất là nhiều cuộc rồi, nhưng mà gọi không thấy em ấy nghe máy cả. Có lần thì gọi được, còn có lần thì là không gọi được cô bác. Đấy, thời tiết thì vào buổi chiều là nắng rất là đẹp này cô bác. Đấy, tuy nhiên thì vào đến ban đêm thì lại mưa rất là lớn. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì có muốn là đi hỏi ông bà xem là từ trước đến giờ Quân về thì đã điện cho ông bà cuộc nào không? Hôm nay thì thấy bà nói rằng là nhà bà là cấy nữa cô bác ạ. Thấy là trong tít ruộng xa xa thì thấy là có người đang cùng bà của em Quân là cấy cô bác ạ. Đấy, thời tiết rất là oi. Nhìn thấy đằng sau nhà, sau tà ly của nhà của em Quân với lại nhà đối diện bên này của bác này, thì thấy là bị sạt xuống khá là nhiều. Mà không biết là vừa rồi sau cái trận mưa lớn vừa rồi thì có bị sạt thêm nữa không. Thời gian này thì hiện tại là ở trong thôn của bác thì cũng không có việc gì để mà làm nữa rồi. Hoài sớm mày phò đập nát nào phò rồi đập nát nào ra có hoài sớm mày đi phò tí bé phò tí bé này tú nữa à. Bà là đi tìm con gà của bác ạ. Dê của nhà em Quân thì là trước thì bị bệnh như các bác, thành ra là bị chết luôn một con rồi. Bây giờ thì còn chỉ có hai con thôi. Căng thì chảy áp hổ. Bà Hiếu lại thêm là mấy bạn thì đang không biết là làm gì ở đây đây. Đây làm gì đấy hả? Bắt con gà. Bắt con gà, bắt được chưa?
Làm gì đấy Hiếu? Hả? Hả? Làm gì đấy? Xem lợn à? Con lợn ở đâu? Con lợn ở đâu? Ở đâu? Con lợn ở đâu? Chỉ cho chú xem nào. Ở đây à? Không đi dép à? Hả? Mất một nụ hai á? Hả? Rồi đi nạp á? Bạn đến mình chào con có bà nhá. Khoanh tay con chào con có bà. Con. Con chào. Con có bà. Con có bà. Rồi, thế hôm nay Hiếu Hiếu làm gì ấy? Có đi cấy không? Không đi á? Thế ở nhà thôi à? Thế dép đi đâu rồi? Dép ở đâu? Dép ở nhà. Dép ở nhà. Thế sao không đi dép vào? Đi dép vào đi. Đi dép vào đi. Bé tí chạy lon ton này. Đâu, dép đâu? Đấy là áo mà. Của hai tôi đi ra, của hai à? Tôi đi na ra. Của hai đi na ra. Rồi, thế là dép là đi để ra tận ruộng bên kia. Này, ăn kẹo không? Này, chú cho kẹo này. Đây này. Chú cho kẹo nhá. Anh Quân đi làm là chưa về à? Chưa về á? Ồ. Bé Hiếu hỏi bé Hiếu thì bé Hiếu cũng bảo là Quân đi làm là chưa có về cơ mà. Ăn bóc đi, cho con bóc không? Có mấy bạn nhỏ là hộ bà là đuổi gà cô bác ạ. Không biết là đuổi gà làm gì đây. Tất lắm không? Ôi, đằng sau nhà này thì là bị giáo lực thì thấy là bị sạt thêm cô bác ạ. Đấy, bị sạt thêm rất là nhiều này. Nhà của Quân thì là bây giờ là nhìn thấy là bị nghiêng hơn rất là nhiều các bác ạ. Đấy, so với lại cái thời gian đầu mà cháu Lực lên chia sẻ đấy. Ông thì đang thái cỏ trên này sao. Cộng với lại thêm là một bạn nhỏ nữa. Thì cá chép nhà chứ? Ừ. Cá chép nhà chứ? Ừ. Chặt từng lấy nào luôn mấy củ nè? Chặt biếng như thế nào? Nó là bần lán thấy chặt vào cái đấy kìa. Thế chặt từng lấy nào à? Bên này bần lán chặt từng lấy nào? Bây giờ thì là buổi chiều rồi thì mới thái được cỏ. Ông bảo là không có ai vào. Thì ra là không có nhờ được. Bệnh đồng mê là tỉnh kỳ gắn là mà ngăn. Khá mê là mê là ngăn được. Quân á? Ừ. Nhá, bóng hô căng tí băng ninh tới mấy. Bác cắn à? Ô cá bây giờ tao căng đi, bộ ngăn luôn cũng luôn căng, bộ ngăn tí rồi luôn. Mày nào chép vào mày? Mày cá này, mày. Đây, làm chép vào cái đây. Đây Quân cầm một chút để bắt nó cùng nhờ. Thế Quân là cũng không có gọi điện để cho ông bà. Thế nó sắm đi lão trưng bên đấy đấy, phải dù Bắc Ninh tao hót đó. สามวันสามวันมาเลยเขาเป็นจับได้กี่โลมันก็เห็นมันจับก็เห็นใจคือจะไปยาโต้เลยเก็บแบบนี้น้อยในหางก็เด็กตีลามเลยผมนี่โซนนี่จะบุกปักเมื่อเช้าก็ขนลูกโมในเวไนเวไนนี่ชอบบุกปัก Nhiên 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 nhiên
xe của Quân thì không cần bằng của bác ạ, chỉ cần giấy tờ đầy đủ này kia thôi. Chờ tướng lý nào là cũng là thấy chưa bà? Phò cái thời chụp nhà chụp đấy mới phò à? Ơi vô bật cắm ngưng lên cắm lông xuống sám bay nó bù làm sạch nèo nháo. Bà thì là không có thái được cỏ đâu bác ạ, bà ấy một bó thôi là kiểu như sức kiểu như cái cơ tay của bà là yếu rồi đấy. Cơ ta đầm nan bay nhờ cũng đấy, Hiếu ra đây rồi, Hiếu thì còn bé quá chưa có phụ giúp được cho ông cả. Ngồi xuống đây này, ăn hết kẹo chưa? Hết rồi à? Ôi ừ bia cùng chiếc nhà. Anh đi đâu về anh? Anh đi đâu về ấy? Vâng. Quân nó chạy tới mất sắp. Chú hốc hốc bao xịt phân. Quân có gọi điện về cho anh cuộc nào không? Không. Không á? Thấy em ấy kể bảo là kể với bạn hình như là kể với người khác bảo là đi ở tận Bắc Ninh như sao ấy. Không nghe nói. Vâng. Vâng. Em gọi em có lúc thì gọi được, có lúc thì thuê bao, nhưng mà gọi được là không nghe máy. Không nghe máy. Vâng. Đi cày cho. Dạ vâng. Tắm lên chạy bà. Đây đó. Thiếu thế này rồi cô. Cô ấy tay kia lại yếu tông tiếp à. Hiếu chưa làm được đâu nhỉ? À, Hiếu chưa làm được đâu nhỉ? Cười thôi. Dạ thưa các bác, hôm nay thì là nhà của em Quân của bác thì là cũng cấy của bác ạ. À, vừa rồi thì cho Lực còn nói chuyện với lại là bác của em Quân với lại cả ông và bà nữa. Là từ khi mà Quân đi thì là cũng không có một cuộc gọi điện thoại nào về. Hồ ngàn quân đông căng đi đâu bố Phò? Bắc Ninh nhá. Thế cái tốt điểm từ Phò ra? Ồ. Ồ. Nghĩa ta tướng quân thì phải là tập Phò. Ồ. Đấy, cùng với lại là thêm là hai người bạn nữa. Đấy, hai người bạn thì có thể là học hơn Quân đấy, nhưng mà Quân thì là học ít hơn các bác, chỉ sợ rằng là Quân là bị lừa thôi. Tầm tuổi như Quân thì phải nói là nếu mà không may là đi xuống dưới đấy là bị lừa mà đi Campuchia chẳng hạn thì là không có đường về nữa các bác ạ, và cũng không có cách nào để mà giúp đỡ Quân nữa. Đi sang bên kia là một đất nước khác rồi, thành ra là để mà giải cứu được một người từ bên nước ngoài sang thì rất là khó. Vâng này, cơm mà xây nhờ Phò. Vâng mà. Ừ. Nên là hôm nay là có
là đấy, là hôm nay là có mà bác gái của Quân với lại thêm là con là gia hộ ở đây. Thì hôm nọ là thấy là cháu được nhìn thấy là chỗ này thật sự là một cái húm nước, một cái khe rất là sâu bác. Nhưng mà bây giờ thì nước kiểu nước về mưa quá to quá là nó cuốn hết rồi. Đấy, bà thì năm nay cũng quá tuổi rồi đấy, nhưng mà phải nói là hai ông bà thì cũng rất là cố gắng của bác ạ. Đấy, cả bé Hiếu nữa là xuống đây rồi. Làm gì đấy à Hiếu? Hả? À, sếp của bé Hiếu là để đây cô bác này. Có hai mươi này à? Con đủ hai mà. Nó bị quân mà nó căng được mà. Phải đây. Tay được không? Tay được không đấy? Các chị thì là cầm ra trước hết rồi, còn bé Hiếu thì là cầm mà thấy là xách hai quả mạ. Cẩn thận nhá. Đấy, 4 năm tuổi thôi là đã phải là đi 4 năm tuổi thôi đã đi ra ngoài ruộng ngoài đồng rồi, cho nên là các em là biết làm ruộng từ rất là sớm. Đi cẩn thận nhá. Đấy, bảo là không cho đi. Bảo là không cho đi thì là không chịu đâu. Đấy, đi cẩn thận nhá. Có đoạn có cái nào chỗ nào mà không đi được thì cho Lực xé bế bé đi. Đấy, nhưng mà cho Lực muốn theo dõi xem là bé Hiếu là đi như thế nào, xem là em ấy có mạnh dạn không. Nói là bé Hiếu là một cái đứa mà rất là lì lợm các bác ạ. Bú ra. Thôi được không? Bú ra thôi được không? À. Thế lớp bạn ấy à? Ừ, cả bây giờ. Ừ. À, đấy. Toàn nói bằng tiếng nùng thôi. Đi đường nào? Nói bằng tiếng phổ thông như nào? Đi đường nào? Đi đường này vào đi. Đi đường này vào đi. Ờ. Đây là còn bảo là còn mặc. À. Ta nói gì ta? Ta phải đi na ra. À. Thế là toàn kể cho cháu Lực là toàn kể cho cháu Lực nghe là chuyện hôm qua cùng với lại bà là đi ra ruộng của bác ạ. Thế là một tí áo của Hiếu ướt hết rồi Hiếu. Áo của Hiếu ướt hết rồi, quần nữa. Bẩn hết áo mới rồi. À, thế một tí để thay à? Hiếu nói bằng tiếng phổ thông đi. Nói bằng tiếng phổ thông đi. Chú hỏi thì Hiếu phải nói bằng tiếng phổ thông chứ. Thế hôm nay nhà Hiếu có phải cấy không? À. Đi xuống đường dưới này. Đi đường dưới. Tí mới thẳng ra kia chứ. Đúng rồi. Đây, đường dưới. Hi. Ừ. Đi cẩn thận nhá. Ừ. Bẩn hết áo rồi đấy. Ừ. Đi hướng quay mặt xuống là không đi được, là còn phải là quay đít xuống nữa. Đó, nhà hàng xóm thì xung quanh là hầu như là cấy hết rồi cô bác ạ. Có những nhà thì là đã cấy là còn lên rồi đấy. Đi cẩn thận nhá. Ừ. Đi đường nào? Hiếu phải nói tiếng phổ thông chứ.
Không lấy á? Em nói được một câu tiếng phổ thông rồi các bác ạ. Đi cẩn thận nhá. Để đâu? Để đâu? Vứt ra kia kìa, tít kia kìa. Ở kia thiếu mạ kìa, đem cho các bác kìa. Đi. Em tập bèo mà. Em bảo là một tí lại đi lấy tiếp với cô bác. Hiếu. Ôi quả gì đây Hiếu ơi, đây này Hiếu. Cái này quả gì đây, đây này. Quả gì đây? Cái gì? Quả gì? Có biết không? Đâu quả gì? Quả gì? Cũng không biết quả gì à? Ô này con ếch này Hiếu. Con ếch này này. Đây đây đây. Đây đây đây. Đi đi đi. Hiếu với lại Quân là cùng bố, cùng cha khác mẹ của bác ạ. Mẹ của bé Hiếu thì hiện tại là bỏ đi là lấy chồng mới rồi. Lúc em mới được có được hơn là được một tháng vừa mới ở cứ xong đấy các bác ạ. Rồi đi cấy đi, em bảo đi cấy đấy các bác. Hiếu có biết cấy không? Hả? Biết không? Thử đi cấy cho các ông các bà xem nào. Ui ôi có con điển này các bác ơi. Kỳ quá này này này. Đấy. Khu. Ruộng này có con đỉa đấy, con vắt đấy. Vậy ở đây thì có ôi giời. Ở đây thì có là các con của nhà bác của Quân của bác ạ. Hầu như là ruộng này là cháu được nhìn thấy là có con ốc rất là nhiều của bác ạ này. Cái loại ốc này thì là ở khu này là không hay ăn. Rồi bé bé thôi mà thấy là cái ruộng rất là giỏi của bác này. Hàng nào là cấy ra thẳng ra hàng đấy luôn. Rồi bé Hiếu thì chỉ sau vài năm nữa, có thể là 4-5 năm nữa là bé sẽ được như các bạn nhỏ nhỏ này, các bạn lớn hơn này. Hiếu biết làm không? Hả? Biết làm không? Ôi quần bẩn hết rồi nhờ. Ngày hôm nay thì đi xuống các bác không biết là nhà của Quân Hiếu đã cấy, thành ra là cũng không có mua kẹo gì thêm, không mua kẹo gì xuống. Thử xem bé Hiếu là cấy một chút xem nào. Đấy. Hình như là chưa có cấy được mấy không bác ạ. Này chỉ gọi là vừa làm vừa chơi thôi. Nhanh nào, cấy nhanh nào Hiếu. Cấy nhanh nào. Có cấy được nhanh không? Cấy như các chị thế nào? Cấy như các chị thế nào? Có cấy được như các chị không? Đi cá rô đầm na nữa hả? Có vẻ như là các bạn nhỏ đang cười bé Hiếu rồi cô bác ạ. Đấy gọi là chỉ làm, chỉ chơi thôi cô bác. Chứ gọi là làm thì cũng không được được bao nhiêu cả. Cũng gọi là không được luôn đấy cô bác. Bây giờ thì còn bé quá. Sang độ thêm là vài năm nữa thì là bé sẽ biết làm nhiều hơn. Được thì ra hướng bên này xem là các bà với lại là các bác của Quân cấy như thế nào rồi. Có lẽ là sau hôm nay nữa thì là cũng xong cái mùa vụ của nhà của em Quân rồi. Đấy, ở đây thì là chúng chỉ sợ rằng là Quân đi làm các bác, đi làm và bị người ta lừa thôi. Trước kia thì đã dính vài lần rồi đấy, nhưng mà đợt này là Quân là đi xa các bác ạ. Nghe rằng là đi tận là Bắc Ninh hay là tận đâu ấy.
hôm nọ thì nhà hôm nọ thì bà có cấy có gạt đấy các bác, để cháu đừng cũng có trích tiền ra để mà đưa cho bà, để mà thuê người là cùng bà là làm là 3 hôm. Quân không ở thì là nhờ bác trai là hộ cấy à hộ cày của bác ạ. Cái bài đấm nào không cái bài à? Thửa ruộng bên này thì có vẻ là thửa rất là rộng của bác ạ. Ông thì làm với bác của Quân là ở nhà là nấu cơm, đợi các cô với lại thêm là các cháu để một tí nữa về là ăn cơm. Đấy, bà thì phải nói là năm nay là cũng cực kỳ là quá tuổi rồi các bác. Đấy, ông với bà thì hiện tại là còn được bên nhà nước của bác, bên chính sách chính quyền người ta hỗ trợ về cái khoản về tuổi già nữa. Đấy, còn là có những cái đồng đấy để mà mua này mua kia nữa. Bé Hiếu thì thấy cháu Lực mò cháu Lực ra đây thì là thấy là cũng ra đây đâu cô bác này. Đây, hầu như là xung quanh ở đây thì không nhìn thấy là thấy nhìn thấy là nhà nào cũng cấy hết rồi. Mỗi là nhà Quân là cấy muộn hơn. Đấy, cũng may là có bác là giúp đỡ đấy, nhưng mà không có bác là giúp đỡ là đến bây giờ là cũng không có được cày đâu, cũng không có được cấy đâu. Hay phải nói là rất là thất vọng về Quân của bác ạ. Cháu Lực cũng đã giận rất là nhiều lần rồi rằng là khi mà được các ông các bà giúp đỡ như này thì không nên đi đâu làm xa nữa. Ông với bà thì cũng có tuổi mà có thêm cả là em nữa. Mà tôi đầm ra hiếm mà. Ban ngày thì trời nắng rất là đẹp của bác đấy, nhưng mà đến tối thì lại bắt đầu nhìn thấy là sương mù đen là kéo hết rồi. Buổi đêm thì là mưa rất là to của bác buổi đêm ấy. Vậy đây thì là bây giờ nếu mà Quân đi làm xa các bác thì đồng lương của Quân sẽ được cao hơn đấy, nhưng mà tuy nhiên là cũng phải đánh đổi, sợ rằng phải đánh đổi rằng là người ta là có lừa mình không, sợ rằng là các em thì nhẹ dạ cả tin là bị lừa đi làm cái công việc khác hay là bị lừa đi sang bên nước khác thôi. Hết chưa? Hết rồi á? Hết rồi thì lại cấy tiếp. Đấy, nhưng mà thấy là hơi gần nhá. Quần áo này là bẩn hết rồi. Đấy, đi vào ruộng này thì không thể tránh khỏi được là... Không thể tránh khỏi được. Nhưng mà Hiếu là cấy chậm quá. Không được đâu. Không cấy nữa à? Nói bằng tiếng phổ thông đi, đừng nói tiếng nùng nhiều quá, nói tiếng phổ thông đi. Vâng ạ, bà đi. Vâng. Đúng khả tuần nào rồi à? Quần lại bẩn rồi. Sau là phải nói, chú hỏi là phải nói vâng dạ nhá. Hì hì á. Rồi sang độ tầm là 4-5 năm nữa thì là sẽ bằng các chị gái. Sẽ bằng các chị gái là biết cấy giỏi hơn cô bác. Được chưa? Rồi sao dính. Này chắc cho một góc thôi. Chắc một mình một góc thôi nhỉ. Sau đây là đừng có muốn là làm ruộng hơn. Bác có ở đâu? Nói tiếng đồng pha với tiếng của thông là nghe rất là buồn cười quá, hiểu quá. Sau này đi học là muốn đi học hơn chứ không phải là muốn làm ruộng hơn nhá. Nhớ chưa?
đừng có gật đầu, nhớ ạ vào đi. Vâng ạ vào đi. Vâng ạ vào đi. Rồi. Đấy, vừa vừa cái lỗ là vừa dạy nói chuyện nữa. Nhưng mà cái này là một tí là các một tí là các cô là sẽ phải là cấy lại thôi. Bà ở đâu? Bà ở tiếp bên kia à? À, cái cánh đồng ruộng này là có rất là nhiều con ốc của bác ạ, cánh đồng ruộng này. Cái chậm quá Hiếu ạ, không được rồi. Cái chậm ấy. Nào, cái chậm đây. Trồng ra sao vào đi. Đó. Bây giờ chú hỏi thì Hiếu trả lời nhá. Nhá. Chú nói cho con có bà ấy biết nhá. Hôm nay Hiếu là làm gì? Cấy lúa. Cấy lúa, nói cho chú. Thưa các ông các bà. Hôm nay con đi cấy lúa. Hôm nay. Con đi cấy lúa. Đấy. Anh Hiếu thì là đôi lúc là nhìn rất là lì lợm của bác ạ, đôi lúc ấy. Đấy, tính em như vậy thì là sau này nếu mà em có đi ra ngoài đời hay là đi đâu ấy thì là em sẽ không có bị là bắt nạt. Đầu của Hiếu là có cháy đấy của bác ạ. Đây đây này, cháy, sừng trứng cháy nhiều lắm. Này chú cạo trọc đi nhá. Chú lấy cái tăng đơ về cạo nhá. Có cạo không? Không cạo á? Có cho cạo không? Cho xem nhìn mặt xem nào, thế này nhìn vào xem nào, đứng dậy xem nào. Ồ, đây này có bác này, đây là bị bẩn này. Bị bẩn rồi. Ôi ôi, rửa đồng hoang đi. Rửa tay đồng hoang cơ mà. Đừng lấy áo lâu nào, áo bẩn hết rồi. Ra đây xem nào. Đây xem nào. Rồi, tí đi rửa mặt sau. Đấy, rửa thế thôi. Nhà, không lấy nước này rửa mặt đâu. Nước này bẩn lắm. Con này con gì đây? Con gì? Con cào cào vào đi. Rồi. Đi bắt con cào cào nào đi. Đi bắt con cào cào đi, không đi cấy nữa. Cấy bẩn hết rồi. Chơi thế đủ rồi. Đừng. Vứt đi đâu ấy? Vứt đi đâu rồi? Vứt đi đâu rồi Hiếu? Không á? À không có hả? Không biết là không có cái gì đây. Đi xuống đây à, đi. Quả này quả gì đấy Hiếu đây này? Hiếu ơi, quả này quả gì đó này? Đây này. Cái này là quả trứng của con ốc này của bác này. À, đầu cái nó ruộng này thì vừa nãy cho tôi cũng nói qua đấy. Là như các bác nhìn thấy là có rất là nhiều ốc. Còn những con thì là rất là to, to bằng ngón chân cái luôn. Đâu? Đâu? Đây à? Đi ra bên kia. Này là chắc cấy được tầm là đâu đó là tầm 30 phút nữa thì cũng hết rồi. Nhặt lên xem nào con gì ấy. Lấy lên xem nào con gì ấy. Con tứ. Hả? Con tứ. Con tứ là con gì? Con ốc. Con ốc. Đúng rồi, con ốc to không phải con tứ. Ốc to. Đúng rồi. Con ốc to. Con có được không? Đấy lại đi đòi bà để mà cấy cùng rồi đấy. Ra tận kia lấy này Hiếu. Hai bạn nhỏ là đi ra kia để mà lấy mạ về cô bác ạ. Đấy, bà thì là phải nói là bây giờ là đi đâu là bé Hiếu cũng đều là đều là bám đít, là đi theo bà hết cả. Đấy hôm nay thì cháu Lực đi xuống đó các bác. Thì thấy là Quân là vẫn chưa có đi làm về cả cô bác ạ. Có người là nói với cháu Lực rằng là đi làm ở tận là Bắc Ninh. Đấy có những lúc thì là Bắc Ninh, có những lúc thì mà là Hải Dương. Không biết là chỗ nào mà lần. Cháu Lực cũng gọi điện đấy nhưng mà không có nghe. Cả các bác nữa gọi điện là không có nghe được. Đấy.
đó là Quân đi như vậy thì không nói với ai gì cả các bác ạ. Thì có lẽ là Quân nghĩ rằng là đi ra ngoài làm thì sẽ được tiền nhiều hơn, về để mà làm được nhiều thứ hơn các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Hiếu bây giờ biết chào không hả? Thì chào nào. Nhìn thế đây. Con chào tạm biệt các bà. Chào tạm biệt các bà. Con. Chào. Chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Các bà. Bye bye nào, Bye bye. Đấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.